Xin chào các anh chị đã quay trở lại với bản tin phân tích thị trường trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Và đây sẽ là cái nội dung mà của video cho quý năm 2022 các anh chị nhé. Như vậy thì trong cái thị trường chứng khoán ở năm 2022 thì quả thực đó là cái giai đoạn rất là khó khăn đối với hầu hết các anh chị nhà đầu tư ở trong cái khu vực mà chúng ta bước vào cái thời kỳ thị trường downtrend các anh chị nhé. Đây là cái điển hình cho thị trường gấu, một cái thị trường mà chúng ta thấy là đa phần cái xu thế của nó là cái áp lực bán giảm giá. Từ khi kết thúc cái chu kỳ sóng cuối, cái chu kỳ sóng năm theo cái mô hình sóng Elliott ở cái khu vực này các anh chị thấy không? Đó thì bước vào cái năm 2022 từ tháng 1 này cho đến tháng 4 là gần như là chỉ số VN-Index của chúng ta là đi ngang ở trong cái giai đoạn thiết lập đỉnh này, thiết lập cái vùng đỉnh. Và cho tới khi mà nó gãy cái kênh của cái mô hình sóng Elliott tại ngay cái khu vực này nè các anh chị thấy không? Đây là cái điểm gãy sẽ là khoảng ngày 11 tháng 4 năm 2022. Thì khi đó là cái chỉ số VN-Index của chúng ta nó xác nhận vào cái chu kỳ của cái sóng downtrend cũng như là cái chu kỳ điều chỉnh trong cái vùng chỉ số của thị trường. Ở đây sẽ là những cái giai đoạn khó khăn tại vì đa phần cái xác suất đầu tư á, thì cái áp lực bán nó luôn chiếm cái ưu thế. Xu thế của thị trường luôn điều chỉnh trong cái vận động theo cái chiều hướng xuống này, anh chị thấy không? Đó. Còn đối với riêng trong bản thân mình vừa qua cũng như là trong room VIP ấy, thì chúng ta đã có những cái đoạn gọi là chốt hạ tỷ trọng. Khi mà nó bắt đầu xuất hiện cái nhịp sóng cuối, cái nhịp sóng năm ở đây này, thì gần như là chúng ta chốt tỷ trọng để chúng ta giữ lại 30% để chúng ta giao dịch là phần chính thôi. Và gần như cái đoạn downtrend này chúng ta chỉ cố gắng giao dịch ở cái giai đoạn là 30% tỷ trọng để chúng ta quản lý, bảo vệ rủi ro là chính thôi. Còn cái việc kiếm lợi nhuận nó chủ yếu xảy ra ở hai cái nhịp sóng hồi ở đây là chính này. Sẽ có hai cái nhịp hồi, một cái nhịp là từ khoảng đầu tháng 7 này và cho đến chúng ta thấy là đầu tháng 9, và cái nhịp hồi gần đây nhất là cái nhịp hồi từ khoảng tháng giữa tháng 11 cho đến thời điểm này là chúng ta thấy là đến giữa tháng 12, thì nó chỉ hồi đâu đó tầm 1 tháng cho đến 2 tháng ở hai cái khu vực. Đó là cái đoạn hồi trong cái chu kỳ sóng điều chỉnh ở này sẽ là hai cái nhịp AB này, nhịp AB này và cái nhịp hồi ở cái đoạn này. Anh chị thấy không? Đó. Như vậy thì đến với cái nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục để triển khai cũng như là đưa ra một số cái nhận định và cái điểm nhấn cho tuần giao dịch tiếp theo. Đó là cái tuần chúng ta bắt đầu là từ ngày 3 cho đến ngày 6 tháng 1 các anh chị nha. Và năm chúng ta phân tích năm nay sẽ là năm 2023. Ngày 2 tháng 6 thì trong thứ hai chúng ta vẫn còn một cái ngày nghỉ bù của Tết Dương lịch. Do vậy thì chúng ta chỉ giao dịch từ thứ ba, tức là ngày 3 cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2023. Các anh chị có thể là thông tin bằng cái việc mở các tài khoản chứng khoán với ID 9778 của mình, để từ đó các anh chị sẽ nhận được cái ưu đãi trong năm mới, đó là vào room VIP nhận thông tin khuyến nghị hoàn toàn miễn phí các anh chị nhé. Thì đó là cái thông tin đầu năm gửi đến cho các anh chị nhà đầu tư ở trong cái đoạn này. Và room VIP không chỉ là nơi để các anh chị nhận những cái thông tin về điểm mua bán của cổ phiếu, mà chính là nơi các anh chị trao đổi các cái thông tin qua lại giữa các cái thành viên trong room của chúng ta. Và mình xác nhận một cái điều là các anh chị thành viên trong room của chúng ta ở trong cái giai đoạn hiện tại có những cái kiến thức nền tảng và cái kinh nghiệm giao dịch hết sức là tốt luôn các anh chị nha. Khi mà các anh chị trao đổi và các anh chị đọc các cái thông tin thì phần nào sẽ định hình và giúp cho các anh chị cái hướng đi đúng đắn trong quá trình mà các anh chị tham gia trên cái thị trường này. Các anh chị hãy cùng mình chúng ta đánh giá lại cái khung vận động theo cái khung thời gian chart ngày của chỉ số VN Index ở trong cái đoạn kết phiên. Đó là cái phiên ngày 30 tháng 12 và thứ 6. Chúng ta thấy là toàn bộ cái khung giao dịch ở trong cái phiên ngày cuối năm á, chúng ta thấy là rất là đẹp đúng không ạ? Vẫn giữ sắc xanh từ đầu phiên cho đến cuối phiên. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là VN Index đột ngột đảo chiều giảm mạnh ngay trước phiên ATC. Đây, và trong phiên ATC, kết quả là cái phiên cuối năm chúng ta đóng nến ở một cái cây nến và áp lực giảm khoảng 2,2 điểm. Hiện tại đang đóng cửa sát với vùng mà chúng ta thấy là ngưỡng cản tâm lý 1.007. Do vậy thì về cơ bản á, chỉ số VN-Index đóng đến cái phiên cuối năm này thì chúng ta vẫn giữ được cái ngưỡng an toàn. Thì các anh chị thấy đây là cái ngưỡng an toàn đúng không ạ? Thì cái ngưỡng an toàn này chính là cái ngưỡng mà nó được xây tại cái vùng 990. Và một cái ngưỡng phía trên này là ngưỡng tâm lý vùng 1.000. Và chỉ cần giữ hai được hai cái mốc này á, thì về cơ bản VN-Index của chúng ta vẫn cố gắng để tạo đáy và có khả năng hồi phục. Cái điều xấu nhất với cái diễn biến là gãy cái vùng 990, gãy luôn cái ngưỡng an toàn, thì rất là nhiều xu thế cái áp lực bán sẽ được kích hoạt rất là cao. Khi đó thị trường sẽ duy trì vào cái xu hướng downtrend xuyên suốt. Cho anh chị chú ý những cái ngưỡng quan trọng của thị trường. Trong cái xu thế mà chúng ta thấy là thị trường vẫn đang giảm xuyên suốt khoảng 2 cho đến 3 tuần vừa qua, thì cái trạng thái
nhỏ ở trong cái phiên cuối năm, đó là cái trạng thái đóng nến giảm 2,2 điểm á. Đó là cái tổng thể điều chỉnh lớn và cái mục tiêu 1.000 điểm, 990 điểm ở hai cái ngưỡng tâm lý và cái ngưỡng hỗ trợ chính là cái vùng được cần kiểm tra và xác nhận lại trong cái phiên giao dịch đầu năm mới 2023. Và như vậy thì trong cái tâm thế giao dịch của những cái ngày giao dịch cuối năm thì các anh chị thấy là nó vẫn còn rất là nhiều biến động trong phiên. Về cái biến động là kết phiên để làm đẹp cái NAV, xen kẽ với lại cái tâm lý là nghỉ ngơi và hạn chế giao dịch của các nhà đầu tư trên thị trường. Về cái chỉ báo định lượng và một số cái quan điểm thống kê về dòng tiền, về các cái mẫu hình nến giá ở đoạn này á, thì chúng ta vẫn duy trì cái quan điểm thận trọng khi mà chứng kiến sự rút lui của dòng tiền tại các nhóm cổ phiếu. Điều này có thể thấy rõ tại cái mục tổng quan của chúng ta ở trong cái cục sức khỏe về cái tính chất định lượng dòng tiền ở các cái nhóm cổ phiếu. Mình sẽ lướt nhanh về cái tính chất định lượng của dòng tiền ở các cái nhóm cổ phiếu này, đặc biệt là tại nhóm vốn hóa lớn nằm trong các cổ phiếu rổ VN30 các anh chị nhé. Thì hiện tại anh chị có thể thấy là cái sức khỏe và cái dòng tiền của các cổ phiếu nằm trong rổ VN30 hiện tại đang yếu, và đa phần các cái cổ phiếu trong rổ VN30 này đã và đang bị gãy vùng chỉ báo ngắn hạn. Tức là trong ngắn hạn thì nó đang rơi vào những cái vùng tiêu cực, có xu thế downtrend điều chỉnh, đúng không ạ? Dòng tiền thì là yếu, có sự rút lui ở những cái phiên cuối năm, và gần như chúng ta thấy là cái danh mục mà 30 cái cổ phiếu như thế này á thì dòng tiền đều yếu cả. Đây, chúng ta nhìn là chúng ta phải nhìn vào nội tại là bản chất bên trong của cổ phiếu đó, để chúng ta biết được nó yếu, nó khỏe như thế nào. Dòng tiền yếu như thế này thì rất khó để nó có thể là tăng, duy trì xu hướng tăng và hưởng giá tốt được các anh chị nha. Thì đó là cái điểm đầu tiên thì chúng ta thấy là những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hiện tại dòng tiền đang rất là yếu, và những cái ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến cái số chỉ số của chỉ số VN-Index của chúng ta, và khiến cho cái điều này thì VN-Index xuyên suốt đã giảm gần 3 tuần nay rồi. Trong khi đó thì các anh chị thấy là những cái diễn biến về cung cầu vẫn nghiêng về phía bên bán, khi cái nhóm này đang giữ vai trò chủ đạo giúp chỉ số hồi phục cân bằng cái tình trạng tiết cung là chủ đạo ở trong cái đoạn này. Chúng ta lướt qua các cái nhóm khác này, nhóm bank cũng trong một cái kịch bản chung tương tự như vậy ở những cái phiên cuối năm đó, và cái dòng tiền và cái sức khỏe rất là yếu. Xu thế hiện tại thì chúng ta thấy là bao trùm bởi cái màu đỏ, cho thấy cái trạng thái tiêu cực và cái xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn các anh chị nha. Đây, đó là cái trạng thái chung của hầu như các cái nhóm cổ phiếu. Nhóm chứng khoán thì như thế nào, cũng đang yếu này. Đó, đây là sức khỏe của nhóm chứng khoán cũng đang yếu, và cái trend của nhóm chứng cũng hầu như là cũng đang yếu các chị nhé, đang bị gãy kỹ thuật hết. Nhóm thép thì ổn ổn hơn một tí, tuy nhiên thì không có cái dòng tiền mới vào khiến cho cổ phiếu vẫn không giữ được cái nhịp tăng, mà hầu như là cũng đa phần ở trong cái tình trạng điều chỉnh downtrend các chị nhé. Nhóm dầu cũng đang yếu này, đây là cái nhóm dầu khí các anh chị nhé, cũng đang bị yếu về dòng tiền. Bất động sản thì cũng lại là yếu toàn tập, và chúng ta thấy là dòng tiền rút ra ở cái nhóm bất động sản cũng rất là lớn này, dòng tiền cũng tương đối là yếu. Còn lại là chúng ta thấy là một số nhóm như là hóa chất này, hóa chất thì nó yếu đều cả, thiếu dòng tiền vào các cái nhóm cổ phiếu các anh chị nhé. Đó. Do vậy thì đưa ra cái quan điểm và những cái số liệu như thế này để định lượng cho các anh chị thấy, bằng các cái số liệu và các cái thống kê tổng quan như thế này thì bản chất của thị trường của chúng ta là đang yếu về mặt dòng tiền, và dòng tiền đang rút ra, không những giảm về giá mà có giá trị thanh khoản volume giao dịch ở những cái phiên này chỉ đạt được từ 7 cho đến 10 ngàn tỷ, rất là thấp, thấp hơn rất là nhiều so với trung bình 20 phiên các anh chị nhé. Do vậy thì cái đoạn này chú ý các anh chị chỉ việc là quan sát, hoặc là nếu muốn mua các cái cổ phiếu thì tốt nhất nên mua ở cái chiến lược thăm dò, giữ tỷ trọng cực kỳ thấp 10 20 hoặc cùng lắm là 30% để chúng ta theo dõi là chính thôi, chứ đừng có mua vì cái ham muốn làm kiếm lời ở trong cái giai đoạn này, rất là khó đúng không ạ? Rất là khó. Ngoại trừ những cái cổ phiếu nào nó vượt được MA20 với cái chất lượng dòng tiền nó đều nó ổn một tí á, thì có thể là đưa vào cái danh sách để mua thăm dò thì nó tốt. Còn những cái cổ phiếu nào các anh chị thấy là cái nến giá mà nó vẫn đang nằm dưới cái đường MA20, cái đường màu xanh dương các anh chị thấy màn hình á, thì chúng ta theo dõi thêm để xem xét cái quá trình vận động và chu kỳ tạo đáy của nó có thành công hay không các anh chị nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào việc triển khai phân tích cụ thể hơn, chi tiết hơn các cổ phiếu nằm trong rổ VN30 này. Đó. Đây là cái các cổ phiếu nằm trong rổ VN30 ha. Thì ở phía bên trên màn hình các anh chị sẽ thấy cái danh sách sự tan giảm về giá.
Còn về bản chất dòng tiền của nó thì các anh chị phải nhìn vào trong cái bảng thống kê của mình tại đây này thì các anh chị mới biết bản chất về dòng tiền. Còn những cái màu xanh đỏ ở đây thì nó chỉ phản ánh giá tăng giảm trong một phiên thôi. Còn đây là chính là cái bản chất, cái sức khỏe bên trong của nó có tăng được hay không, nó giảm được hay không. Nó nhờ chính vào cái phần dòng tiền ở đây này. Đó, và cái xu thế cũng như là cái xu hướng ngắn hạn kết hợp với các cái chỉ báo ở phía bên này sẽ làm rõ hơn và nó mang cái tính chất định lượng tốt hơn các anh chị nha, mang cái tính chất định lượng tốt hơn. Rồi lướt lại thì các anh chị thấy là gần như toàn bộ VN30 đang yếu về dòng tiền nha, cũng như là các cái nhóm khác, nhóm chung đều yếu về dòng tiền cả. Như vậy thì về mặt xu hướng chúng ta sẽ phân tích các cổ phiếu. Đầu tiên là ACB này. ACB thì các anh chị thấy là các cái cây nến giảm dưới MA20. Tuy nhiên về biên độ giảm ở những cái vùng này thì chúng ta thấy là cũng tương đối là hẹp, không có cái biên giảm mạnh. Đa phần là nó điều chỉnh, tuy nhiên với cái hướng điều chỉnh như thế này mình thấy là rất là tích cực. Tuy nhiên thì dòng tiền thì lại đang yếu khiến cho những cái nhịp đi ngang này nó không mời gọi và không dụ được cái dòng tiền mới đầu tư vào tham gia mua ở cái vùng giá 22 cộng trừ này. Như vậy thì tốt nhất đối với ACB cần phải có một trong những cái nhịp rũ mạnh hơn, mạnh mẽ hơn một tí để có thể là thu hút được cái dòng tiền vào nó kích thích. Còn về cái thế may và cái thế xu hướng thì ACB vẫn đẹp, khi mà chúng ta kéo cái trendline lên thì nó vẫn chưa vi phạm cái điều gì, đúng không ạ? Nó vẫn chưa vi phạm điều gì thì những cái nhịp điều chỉnh này hết sức bình thường. Đó, nó chỉ xấu khi mà anh chị lỡ đu đỉnh ở trên những cái vùng cao. Thì đoạn trước mình cố gắng mình khuyên và đưa ra cái quan điểm rất là nhiều về cái việc anh chị không nên tham gia mua đu ở những cái vùng đỉnh trên này, tại vì đó là cái điểm mua không an toàn và cái chiết khấu không tốt thì chúng ta tham gia. Đó, bây giờ là cái giai đoạn điều chỉnh này, đó là cái cơ hội để chúng ta xem xét có muốn mua thì mua những cái vùng dưới này nó hợp lý hơn nha. Mua cổ phiếu là phải mua tại nền, mua tại vùng hỗ trợ, mua tại những cái điểm có khả năng đảo chiều và có cái khả năng phản ứng tích cực với cái dòng tiền mới vào thì chúng ta mới mua, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì kể cái kênh trendline thì các anh chị đã thấy rồi này, và quan trọng là cái vùng an toàn của một cổ phiếu nó ở đâu. Các anh chị thấy là ACB sẽ thiết lập được cái vùng an toàn ngay tại những cái cây nến mà nó tập trung rất là nhiều ở đây, thì các anh chị sẽ định lượng nó và các anh chị sẽ kéo một cái vùng hình chữ nhật này ra để các anh chị biết đây cái khu vực giá 21 cộng trừ chính là cái vùng an toàn của cổ phiếu ACB. Như vậy thì có cái vùng an toàn này các anh chị sẽ phân tích làm sao nữa này. Các anh chị sẽ chú ý xem những cái cây nến này nó thoát về cái vùng an toàn, không bị gãy và có phản ứng hồi phục tích cực thì khi đó thế may đã đẹp mà nó gần hỗ trợ rồi thì đó sẽ là những cái điểm xác nhận điểm vào đối với ACB. Trường hợp xấu nhất đó là cái trường hợp bị thủng và gãy cái ngưỡng an toàn này, thì khi gãy ngưỡng an toàn thì cổ phiếu sẽ chuyển từ cái trạng thái cái thế may và thế giá dần xấu đi, cái áp lực bán gần tan cao lên và cổ phiếu sẽ chuyển sang cái giai đoạn downtrend dài ở phía bên dưới này. Như vậy thì cái điều cần làm của ACB là giữ được mốc an toàn 21 cộng trừ chênh lệch ở vùng này, và nếu như phản hồi thành công thì đây chính là cái điểm mua tốt đối với mã cổ phiếu này các anh chị nhé. Đó là mã cổ phiếu ACB. Dòng banh thì giai đoạn này các anh chị thấy là cái nét đi chính của nó là đi ngang điều chỉnh giảm nhẹ và có cái phần hơi hướng xuống một tí nha. BIDV. BIDV này, anh chị thấy là cái xu thế tăng của BIDV vẫn rất là tốt đúng không ạ? Tuy nhiên BIDV lại đang test về cái vùng hỗ trợ an toàn, đó là cái khu vực 38.3 cộng trừ này. Chính là cái đường trendline, cái đường line màu đỏ mình kẻ ra cho các anh chị dễ dàng nhìn thấy đó. Các anh chị thấy không ạ? Chúng ta zoom lên lớn lớn một tí để các anh chị thấy này. Hai cái cây nến này, các anh chị thấy không? Là hai cái cây nến áp lực chốt lời. Đây là hai cái nhịp kéo lên tạo cái vùng chốt NAV giả của cái nhóm đầu tư. Và khi mà nó hướng lên, chúng ta thấy là nó lại tiệm cận vào cái vùng cản trên 42.4, không vượt qua được và bị bán ngược thốc hai cái cây này, rất là rác ha. Như vậy thì nhìn chung ACB sẽ test lại cái vùng màu đỏ chính là cái biên an toàn 38.3 với hai cây nến Marubozu giảm cực kỳ dài như thế này, nó sẽ kích thích tâm lý và bán thủng cái vùng này. Như vậy ACB tạm thời thiết lập vùng đỉnh ở trên vị thế giá 39 cho đến vùng 42. Tạm thời chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi quan sát khi cổ phiếu đã bị gãy vùng biên an toàn 383, nếu phiên giao dịch đầu năm gãy thì bắt buộc BIDV phải chờ về cái vùng đáy của cái đám mây này thì mới tham gia trở lại được, đó là vùng 35.1 cộng trừ nha, đó là BIDV. Chú ý nha, BIDV đang tiệm cận vùng an toàn và có khả năng bị đánh gãy vùng an toàn
trước khi tìm trở lại vùng cân bằng mới. Cổ phiếu nào tiếp theo ạ? À? Công thương nhé. Chúng ta đến với CTG công thương này. Công thương cái gì? Về xu hướng thì công thương vẫn đang giao dịch dưới cái MA20 nha, đó là ngắn hạn. Do vậy thì nó cần phải có cái điểm mua, nếu mà giao dịch trên vùng 27.7 thì mới kích hoạt được cái điểm mua. Không thì chúng ta phải đợi nó test trở lại một lần nữa cái vùng biên an toàn dưới này này. Nên là các anh chị thấy là cái cây nến đỏ này không? Đó thì những cái cây nến đỏ này nó sẽ tạo ra một cái khoảng nghỉ ngang dài, thì cái ngưỡng đó chính là cái biên an toàn của mạng cổ phiếu công thương. Chúng ta thấy là biên an toàn này là 25.5. Do vậy thì điểm mua con này thì chúng ta thấy là vẫn chưa gãy biên an toàn thì vẫn còn tích cực. Tuy nhiên thì cái giá trị giao dịch đoạn này nó đang giảm dần hướng xuống. Do vậy thì cổ phiếu khi mà vướng vào MA20 mà không vượt được, cái khả năng sẽ test lại gần gần cái vùng 26 cho đến vùng 25.5 các anh chị nhé. Đến đó thì mới quyết định cái điểm mua. Còn không thì cổ phiếu phải xác nhận dòng tiền mới vào, duy trì được cái đà tăng trên vùng 27.7 thì khi đó chúng ta mới mua theo điểm break được. Hai cái điểm quan tâm đối với công thương anh chị nhé. HDBank à. Rồi cùng mình phân tích mã cổ phiếu HDBank. Dưới MA20 thì xu hướng vẫn đang trong cái giai đoạn điều chỉnh này. Đây là cái vùng an toàn này. Vùng an toàn này chính là cái vùng 10 15.3 15.2. Thì mã cổ phiếu đang có cái định hình là mở cái band theo cái chiều hướng xuống. Như vậy thì cố gắng đợi nó test về gần gần cái vùng 15.2 15.3 phản hồi được thì mới tính. Không gãy an toàn thì mới có cái điểm mua được. Còn cái nhịp này nó đang có chiều hướng xuống gần cái vùng an toàn để nó test lại này, thì cứ chờ nó test thành công đã nha các anh chị. Xu hướng con này thì đang vào trở lại cái đám mây và đang test trở lại cái vùng an toàn 15.2 15.3. Đó là cái xu hướng của mã cổ phiếu HDBank. Đây đang chiều hướng xuống này, test lại cái vùng an toàn một tí này. Rồi, tiếp theo đó là MB Bank, mã cổ phiếu của ngân hàng công quân đội. MB Bank cũng trong cái tình trạng áp lực chung, đó là không vượt qua được MA20 này. MA20 cũng là một trong những cái cản kháng cự rất là mạnh ở phía bên trên này, ở vùng phía bên trên này là vùng cản này. Thì nó không vượt qua được thì nó ngay lập tức gặp cái áp lực bán, nhất là khi mà thị trường đang yếu thế và cuối năm nhà đầu tư có xu thế rút dòng tiền ra. Vậy thì xét về cái thế xu hướng á, thì MB Bank đang giao dịch xấu khi mà giao dịch dưới MA20, thì cái đoạn này nó sẽ rơi vào cái trạng thái điều chỉnh nha. Thì cái trạng thái điều chỉnh này á thì chúng ta thấy là nó vẫn cố gắng bám và giữ trên ngưỡng an toàn. Đây là ngưỡng an toàn 16.3. Chúng ta sẽ xóa cái này để đỡ nhầm lẫn cho các anh chị này. 16.3 là cái ngưỡng an toàn đối với mã cổ phiếu MB Bank. Do vậy thì nó đang test về gần cái ngưỡng an toàn trong xu thế điều chỉnh. Do vậy thì đoạn này các anh chị chú ý chúng ta quan sát thêm cái quá trình mà nó có test được thành công cái vùng 16.3 hay không, thì khi đó nó mới thành công. Còn cái vùng giá 17 ở đây lân cận đang trong khu vực điều chỉnh thì chúng ta chưa vội tham gia mua nha, tại vì nó chưa có xác nhận gì rõ ràng đối với cái mã cổ phiếu cả. Chúng ta đến với mã cổ phiếu tiếp theo, đó là STB. STB các anh chị nhé, STB này. STB thì vẫn chưa gãy MA20 các anh chị luôn ha. Vẫn còn đang rất là khỏe và đẹp. Thế may thế giá vẫn đang tốt, nó vẫn đang trong chiều hướng tăng, thì con này không cũng khó mua, không được mua trên vùng này, có thì nắm giữ được. Còn muốn mua mới thì tốt nhất chúng ta chờ cái bên dưới vùng 20.7 cộng trừ hãy tham gia mua các anh chị nhé. Con này phải có những cái nhịp rung lắc dụ cầu mới vào thì mới tham gia được, chứ còn cái biên này đi nó hơi lỏng, rất là khó, rất là dễ để nó bẻ gãy luôn cái MA20 nó hướng xuống. Mà những cái MA20 hướng lên như thế này thì khi nó chúc vào cái bên dưới thì lập tức nó sẽ phản hồi, bác thì bác ở cái vùng 20.7 20.8 cộng trừ nha, nó hợp lý, điểm chỉ khống nó cũng tốt thì nó an toàn hơn. Tiếp theo đó là TCB các anh chị nhé. TCB TCB
TCB yếu, theo mình thấy là yếu, đang test lại có cái hỗ trợ ở vùng 27, 25 năm, 27 ở đây. Tuy nhiên thì những cái phiên vừa rồi hồi phục không bao nhiêu mà lại đi trong mây nữa. Theo mình là cố gắng, nó có nếu như mà nó có thủng luôn cái vùng 25.5, 25.6 ở đây thì nó phải về đến tận vùng 23x, 24 để nó test lại cái vùng ngưỡng an toàn này. Con này các cái chỉ báo đang bẻ xuống thì khả năng điều chỉnh và thủng cái vùng 25.5, 25.7 này rất là cao luôn á. Đó, dù giữ được những cái nhịp vừa rồi đi ngang tích lũy này, tuy nhiên lại thiếu vắng cái dòng tiền vào và không kích thích được cái chu kỳ mới để đẩy cái sóng lên, khiến cho TCB rất nhiều khả năng tiếp tục điều chỉnh xuống với vùng an toàn các anh chị nha. Đó là TCB. Vietcombank ạ. Vietcombank này đoạn này thì chúng ta thấy là kéo lên trong phiên rất là tốt, tuy nhiên thì cuối phiên lại chốt ngược, bị chốt ngược. Bị chốt ngược. Còn về thế may thế giá thì nó vẫn chưa xấu, ảnh hưởng gì? Nó vẫn là cái thế tăng và hồi phục này các anh chị thao. Đây này, Vietcombank cái thế thì vẫn chưa có xấu gì cả ha. Tuy nhiên những con này nhà đầu tư là ít giao dịch, tại vì nó mang cái tính chất điều tiết thị trường nhiều hơn các anh chị nhé. Nó điều chỉnh cân đối thị trường đó, do vậy thì nó sẽ bị phá vỡ đi một số cái tính chất kỹ thuật, cũng như là một số cái tính chất khi mà chúng ta phân tích vào giá trị của doanh nghiệp ấy, thì nó sẽ bị lệch hướng đó. Nên người ta mới nói là một số cái cổ phiếu mà nó điều tiết thị trường ấy, thì thông thường ít khi mà được phân tích đầu tư ha. Đó, tại vì nó điều tiết thị trường thì đa phần nó sẽ đi theo cái xu hướng của thị trường chung là chính. Còn để mà phân tích vào cái giá trị kỹ thuật, vào cái giá trị của cái doanh nghiệp, bản chất của doanh nghiệp thì nó lại bị lệch lạc rất là nhiều khi nó mang cái tính chất kéo đỡ thị trường ở trong những cái giai đoạn mà chúng ta thấy là rất ngược ngạo, đúng không ạ? Đó là cái tính chất của Vietcombank là như vậy. Chúng ta đến với VPBank các anh chị nhé, mà cổ phiếu của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng này. Về cái thế may và cái thế xu hướng như thế này là vẫn còn tương đối là tích cực đối với mã cổ phiếu VPBank rồi đó. Nãy giờ chúng ta phân tích thì tổng kết lại mình thấy công thương tích cực, STB cũng tích cực nè, VPBank cũng còn tích cực và còn tốt nè. Đó, như vậy thì đối với VPBank thì hiện tại đang giao dịch tại vùng 17.9, vùng 18. Vẫn chưa có bất kỳ cái vi phạm gì về ngưỡng hỗ trợ, đặc biệt là cái ngưỡng của cái vùng an toàn ở phía bên dưới này thì mà cổ phiếu VPBank vẫn chưa vi phạm, thể hiện một cái xu hướng tốt và tích cực, có thể dụ dẫn được cái dòng tiền mới vào. Như vậy thì con này nếu như nó cứ đi ngang và tích lũy ở vùng 17x thì có thể thăm dò 20%. Để mà gia tăng thêm thì tốt nhất phải đợi nó về vùng 16x để gia tăng, hoặc là một cái điểm mua gia tăng thêm trên vùng 18 năm. Đó là những vùng quan trọng đối với VPBank trong cái chiến lược mua ha. Chúng ta mua cũng phải có cái chiến lược, phải có cái căn cứ, phải có cái số liệu, cái định lượng để dẫn chứng, để chúng ta hoạt động và hành động theo đúng cái kỷ luật. Khi các anh chị mua mà không có bất kỳ cái dẫn chứng và cái số liệu định lượng nào thì các anh chị sẽ không hành động kỷ luật, và về lâu bền thì chúng ta sẽ không thắng được cái bài toán xác suất. Anh chị lưu ý điều này giúp mình. Tiên Phong Bank các anh chị nhé, Tiên Phong Bank này. Rồi, Tiên Phong Bank thì thế xu hướng đang điều chỉnh dưới MA20, đúng không ạ? Dưới MA20. Vùng 21 có khả năng bị đánh thủng khi vùng này được gọi là vùng an toàn. Như vậy thì con này chú ý chờ nó cân bằng. Nó đang trong vùng điều chỉnh mà có khả năng đánh gãy luôn vùng an toàn. Thì như vậy thì không chắc chắn cho lắm nha, không chắc chắn cho lắm. Mình sẽ nốt lại trên đây, đó là cái vùng an toàn để các anh chị chú ý này. Chúng ta ghi ngắn lại đây sao ha, đó gọi là cái vùng an toàn, các anh chị lưu ý nhé. Rồi, chú ý những cái vùng quan trọng các anh chị nhé. Con này có nguy cơ bị đánh gãy vùng an toàn này, thì những cái con mà gãy vùng an toàn thì chúng ta theo dõi thêm, chú ý thêm một tí. VIP, VIP cũng tương tự như vậy, các anh chị thấy là cái vùng an toàn này không? Trên này này. Đây này các anh chị, đó. Thì cái vùng an toàn 19.3 của VIP cũng bị đánh gãy rồi. Còn cái thế xu hướng thì vẫn đang điều chỉnh dưới MA20. Thế may cũng xấu. Như vậy thì con này đợi nó điều chỉnh, nó tạo đáy cả, nó làm mọi thứ cho nó hoàn thành đã rồi chúng ta mới mới lao vào sau nha. Đó là cái xu hướng của VIP này. Đó, những cái con này xu hướng gọi là đang yếu nhé, đang điều chỉnh yếu, tức là nó không giữ điều chỉnh. Thì sẽ có hai hình thức,
Một là điều chỉnh yếu, hai là điều chỉnh tích cực. Điều chỉnh tích cực ở đây gọi là điều chỉnh mà thứ nhất là nó giữ được biên thấp, thứ hai là nó phải giữ được cái nền tảng của cái dòng tiền trong đó, tức là cái tính định lượng của dòng tiền trong đó thì nó mới ổn được. Chứ còn điều chỉnh rồi mà giá điều chỉnh lại sau mà dòng tiền không có, yếu, dễ bị bán, dễ bị gãy thì nó điều chỉnh rất là khắt khe nha. Anh chị chú ý các quan điểm điều chỉnh là như vậy đối với từng cái cổ phiếu. Tới đâu ạ? À? BVH anh chị nhá. Chúng ta cùng nhau phân tích BVH này. Rồi anh chị tập trung nhìn thì thấy các cái nến giá của BVH nằm dưới cái đường màu xanh MA20 đường chỉ báo trung bình động, cho thấy xu thế của cổ phiếu á, về mặt xu thế thì nó đang điều chỉnh này. Còn về mà cái điểm an toàn á, thì BVH vẫn ổn, vẫn giữ được cái vùng 45.7 thì vẫn tốt anh chị nhá. Chưa bị gãy cái vùng này thì có thể chạm rồi lên rồi phản hồi lên. Khi nào gãy luôn cái vùng này thì mã cổ phiếu BVH mới được loại ra khỏi cái danh sách quan sát đối với chúng ta ở trong cái đoạn này. Còn nhìn chung thì BVH vẫn theo dõi được, mặc dù hơi yếu một tí, yếu ở đây là thiếu dòng tiền này, thanh khoản cũng rất là thấp nha. Điều chỉnh và có điều chỉnh. Tuy nhiên, về mặt này chúng ta thấy là nó vẫn đang rơi trong cái tình trạng là điều chỉnh tiêu cực nha, điều chỉnh tiêu cực chứ không phải là tích cực cho lắm, thiếu dòng tiền, yếu do về mặt dòng tiền. À, thế giới dao động này, bán lẻ, nhóm bán lẻ thì xấu đều, yếu đều trong cái đoạn này ha. Nhóm bán lẻ thì đối với thế giới dao động thì điều chỉnh dưới MA20 May này, nó đang dưới cái đáy May và dưới cái vùng an toàn này này, thì đó là một cái điểm xấu, điểm yếu đối với mã cổ phiếu thế giới dao động nha. Như vậy thì chúng ta theo dõi thêm cái quá trình nó có tạo được cái đáy khu vực giá 42, 43 ở đây hay không, và có vượt để giao dịch trở lại trên vùng an toàn 44 hay không, thì đó mới là cái điểm mấu chốt quan trọng đối với thế giới dao động. Đó là cái nhịp phân tích nha. Còn nếu như mà các anh chị đầu tư theo cái trường phái tăng trưởng của cái doanh nghiệp á, thì thế giới dao động lại phù hợp cho cái việc mở những cái vị thế ngon gom ở những cái vùng thấp. Tuy nhiên các anh chị phải lọc lựa giúp mình những cái cổ phiếu mang cái tính chất an toàn và bền vững trong quá trình đầu tư đi lên, ví dụ FPT, thế giới dao động, bán lẻ P&G hoặc là bán sữa Vinamilk. Đó là những cái nhóm cổ phiếu mà nó mang cái tính chất là doanh nghiệp lâu năm bền vững, thì xu thế nếu như cho chúng ta tính bằng năm, vài năm, 3 cho đến 5 năm thì về mặt xu thế nó vẫn ổn đối với anh chị nhà đầu tư, và phù hợp với cái hình thức tích sản, cái hình thức đầu tư gom giá trị đối với các cái mã cổ phiếu này. Còn rất nhiều các mã cổ phiếu khác về mạnh về cái điểm tài chính, còn mạnh về cái mức cam kết đầu tư, còn mạnh về cái đà tăng trưởng, còn mạnh về cái xu thế của tương lai nè, rất nhiều mã cổ phiếu. Các anh chị có thời gian thì có thể là trao đổi để mình có thể chia sẻ các cái mã cổ phiếu đó cho các anh chị nhé. Tới FPT các anh chị nhé. FPT thì vẫn đi ngang ở vùng 77 thôi, chưa có gì biến động đặc sắc trong ngắn hạn cả. Thì nó đang bóp cái banh vào, nếu ở đây nó tạo thành cái nút thắt cổ chai thành công thì FPT sẽ mở ra một cái xu thế rất là tích cực. Tất nhiên là phải ca phá cản trên 78, và khi bóp đủ cái dãy Bollinger Band lại thì nó sẽ tạo cái nút thắt cổ chai, dòng tiền sẽ được khơi thông và bùng nổ khi mà thoát được ngưỡng cản 78, thì khi đó kích thích một cái trạng thái uptrend mới của FPT. Ở đoạn này nè, nếu như mà nó thắt cổ chai càng lâu thì cái đoạn xu thế tăng lên nó càng dài. Đó. Anh chị chú ý nhé, FPT này xấu thì không xấu trong ngắn hạn, tuy nhiên đi ngang giữ nền giữ giá này. Masan cũng tương tự như vậy, cũng đang bóp, tuy nhiên bóp theo cái chiều hướng xuống. Đó, do vậy thì Masan cần phải theo dõi thêm, tại vì cái vùng an toàn chính là cái vùng MA20 của Masan đang bị đánh gãy. Đó, chúng ta phải chú ý quan tâm Masan, tại vì cái ngưỡng an toàn này đang bị đánh gãy, mà cổ phiếu giao dịch dưới ngưỡng an toàn thì không kích thích được cái dòng tiền vào mà chỉ kích thích cái lượng bán ra. Vinamilk chạm vào MA20 tiếp tục bật xuống, mà cổ phiếu này đã giao dịch dưới vùng ngưỡng an toàn chính là cái ngưỡng MA20 bị bẻ gãy này, thì nó đang dưới an toàn các anh chị nhé. Dưới an toàn thì thôi theo dõi nó, muốn mua muốn tích sản gì đó thì đợi về những cái vùng hỗ trợ dưới, chính là cái vùng đáy cũ dưới này nè, 72 73 ha. Con này thì rất là nhiều khả năng điều chỉnh về 72 73 lần anh chị nhé. Vinamilk gas
Gap thì vẫn đang trong vùng downtrend điều chỉnh giảm nhé. Những con này theo dõi để xác định có quá trình vận động tạo đáy của nó. Cái còn điểm mua thì chưa có, những cái con này về giá trị nó cũng không phù hợp để chúng ta đầu tư. Để mình lướt qua một tí này. HAG ngày hôm nay mình có báo gia tăng này các anh chị, ở vùng 9.15 thì mình có báo gia tăng đối với mã cổ phiếu HAG này ha. Mình đang nói con gì ạ? Gas. Gas đoạn này chỉ số tài chính tốt này các anh chị. Chỉ số tài chính 7 trên 8 là cao rồi. Chỉ số cam kết 35% cũng cao, tăng trưởng cũng ổn nữa. Gas đoạn này những cái chỉ số tài chính đã cải thiện được rất là nhiều lần này. Tuy nhiên thì cổ phiếu lại đang rơi vào vùng downtrend và xu thế yếu. Do vậy thì gas chỉ phù hợp cho việc mua gom, mua gom tích trữ thôi, còn về xu hướng thì đang xấu nha, không đánh theo đà tăng trưởng được mà chỉ đánh theo cái hình thức là chúng ta gọi là cái hình thức mua gom. Như vậy thì muốn mua gom thì phải xác định những cái vùng gọi là vùng hỗ trợ quan trọng thì các anh chị mới mua gom được. Đó là vùng 95 cộng trừ ở dưới này đâu ạ? Đây, 95 cộng trừ, tiệm cận ở vùng này. Để đợi nó về này, muốn gom thì gom dưới vùng này một nhịp này. Nhịp tiếp theo đó là gom ở cái vùng 86 87 ở phía bên dưới này lặn này. Đó, mua phải có chiến lược nha, phải có cái điểm mua chứ không phải muốn mua ở đâu là mua, các anh chị lưu ý nhé. Dù mã cổ phiếu tốt này, xác định là đánh tích sản, đánh gom thì cũng phải gom đúng điểm nữa nha. Đó là cái điều quan trọng trong đầu tư. BLX, BLX xu thế đang trên MA20, về ngắn hạn thì mã cổ phiếu này vẫn đang giao dịch rất tích cực các anh chị nha, vẫn đang giao dịch rất là tích cực. Do vậy BLX vẫn phù hợp để các anh chị mua những điểm mua quanh vùng 30-31 cộng trừ, mua thăm dò thôi. Còn để thực sự là gia tăng được thì ở vùng 32.2-32.3 phải phá cản nha. Đó là BLX. Đó là BLX, nó vẫn đang giao dịch trên 20. Đây là một trong những mã cổ phiếu chúng ta thấy là tích cực duy nhất về mặt xu hướng nằm trong rổ VN30 các anh chị nhé. Tiếp theo là bao này, chúng ta qua phân tích bao một tí. Bao thì theo mình nên theo dõi thêm, nó xu hướng của nó là đang điều chỉnh mà lại điều chỉnh dưới nền an toàn nữa thì theo dõi thêm một tí các anh chị nha, theo dõi thêm một tí. Khi nào vượt cái nền an toàn thì bao mới phù hợp để mua, còn nó cứ đi ngang ở vùng 10.6 này thì theo dõi cũng không thăm dò làm gì. Khi nào vượt hẳn cái vùng 10.7, 10.8 trở lên á, trên cái vùng an toàn thì mới chính tính cái chuyện thăm dò trở lại. Và khi nào mà dòng tiền kích thích vào được thì chúng ta mới gia tăng. Đó là bao. Rồi, SSD, cổ phiếu của dòng chứng khoán các anh chị. SSD vẫn đang điều chỉnh các anh chị nha, vẫn đang trong xu thế điều chỉnh. Vùng an toàn thì chưa gãy, gãy thì chưa gãy. Tuy nhiên thì có khả năng sẽ rũ ngay tại vùng an toàn rồi mới hồi lên được. Còn về cái xu thế này thì SSD vẫn đang trong cái xu thế điều chỉnh của cái xu hướng. Còn cái thế may và cái thế giá thì đang test trở lại cái vùng an toàn 17, 17.2. Chỉ cần giữ được vùng này thì SSD mới tạo được cái trend mới. Còn thủng luôn thì bắt buộc phải về đáy cũ, ở dưới này cũng khá là xa các anh chị lưu ý, đó là vùng 13x, vùng 14 ở đây các anh chị nha. Chú ý ngưỡng an toàn giúp mình này, chỗ này này có vùng 17.2, 17.3 đó. Xu thế này đang test về giảm cái vùng an toàn này. Lượng bán ở đây giảm dần rồi các anh chị nha, lượng bán thì nó giảm dần cùng với là thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên xác nhận hồi phục thì chưa có, tại vì đang test gần cái vùng an toàn thì ít hay nhiều thì cũng phải về test đến cái vùng 17 đây rồi mới phản hồi, mới bật được giống cái phiên này này, giống cái phiên 26, 12 hay 27 hay 12 đó, nó cũng test về đúng cái vùng an toàn rồi nó mới bật lên anh chị thấy không. Đoạn này đang test trở lại, retest trở lại này, người ta sẽ gọi là retest các anh chị nhé, retest cái điểm Novaland thì những cái chặt kỹ thuật lỏng, không phải gu đầu tư cá nhân của mình ở trong cái đoạn này thì mình sẽ hạn chế phân tích các anh chị nhé. BDR cũng tương tự, rất là giống Novaland. Thì đoạn này những cái cổ phiếu này bị gãy chặt, mà chặt rất là lỏng lẻo khiến cho chúng ta không phân tích về mặt kỹ thuật. Và dòng tiền thì nó cũng không có cân bằng nữa, khiến cho chúng ta không phân tích được các anh chị nhé. GVR
Rồi bây giờ thì nhìn chung xu thế là đang điều chỉnh xấu anh chị nhé, bị điều chỉnh dưới MA20 và cái thanh khoản đây rất thấp. Như vậy thì mã cổ phiếu đang điều chỉnh và rơi vào vùng điều chỉnh tiêu cực. Theo mình là theo dõi thôi, không có cái điểm mở mua đối với GVR. KDH. KDH chạm MA20 đang test trở lại. Nhìn chung thì KDH sẽ test trở lại cái đáy cũ 24.7 này. À, thành công hay không, thất bại hay không thì mọi cái điểm này nó sẽ phản ánh ra về cái việc phản hồi giá. Khi đó chúng ta mới đủ điều kiện đánh giá được đối với mã cổ phiếu KDH các anh chị nha. Còn về mặt xu hướng hồi phục như thế này là tích cực. Chỉ cần retest trở lại không gãy vùng 24 24.5 ở phía bên dưới này thôi là KDH sẽ tạo được cái điểm mua để cho anh chị tham gia đó. Vinhome, Vinhome đang giao dịch trong cái xu thế tiêu cực. Đó là xu thế điều chỉnh kém khiến cho các anh chị nhà đầu tư chỉ quan sát thôi, không có điểm mua ở trong cái vùng lân cận ở trong những cái cây nến này nha, không có điểm mua đối với Vinhome các anh chị nhé. VIT này, VIT thì cũng đang bị gãy trend rất là nhiều, cố gắng giữ lại cái đáy cũ vùng 52, tuy nhiên rất là yếu ớt và không có cái lực cầu vào khiến cho mà cổ phiếu này cũng không có điểm mua ở trong cái đoạn này. Hầu như các chỉ báo đang cho cái trạng thái downtrend giảm đối với mà cổ phiếu VIT. VDE này, VDE thì các anh chị thấy là động thái là vẫn đang test trên MA, trên MA. À, tuy nhiên thì bị gãy luôn cái ngưỡng ở đây là cái ngưỡng an toàn rồi, ở vùng 28.3. À, gãy ngưỡng an toàn thì thôi, những mã cổ phiếu này chị theo dõi chứ không có mua ha. Còn đang nắm giữ thì cố gắng hạ tỷ trọng xuống ở mức an toàn nha. Tại vì khi mà xuống dưới này thì mọi trạng thái tỷ trọng phải được kích hoạt lên cái trạng thái an toàn. Nếu như mà các chị còn đang nắm giữ mà cổ phiếu, còn chưa nắm giữ thì theo dõi thêm, đợi vận động tạo đáy rõ ràng mọi thứ thì mới tham gia mua trở lại các chị nhá. Cuối cùng là Vietjet thì đi ngang giữa vùng 109 này, con này cũng khó có đầu tư ha. HVN xem. HVN hở một cái gap đang retest trở lại này. Theo mình thì nó nhúng nhúng về đâu đó tầm 12, 11x cộng trừ thì mua ổn. Con này thì xu thế đang có cái dòng tiền và khối lượng vào này. Và nó vẫn đang giữ được cái định lượng, nếu như mà chúng ta tính ra ở đây là trên 55%, tức là đâu đó tầm 57, 58% đó. Đó, do vậy thì những cái con có dòng tiền và giữ được cái dòng tiền ở trong cái đoạn này, rõ ràng là nó đang có cái dòng tiền và cái câu chuyện riêng. Muốn mua được tuy nhiên có cái chiết khấu hợp lý thì các anh chị tham gia và phù hợp để lướt ngắn thôi, tại vì cái nền nó không có an toàn nha. Cái nền an toàn của HVN nó được tạo từ cái vùng dưới này là gọi là cái nền an toàn này. Mua gần gần cái vùng này thì mới có cái biên an toàn. À, còn mua mà phía trên cái vùng này gọi là mua lướt thì chỉ mua chốt nhanh thôi, bắt xu hướng rồi lướt ra tỷ cộng, có hàng chủ đạo có cái điểm lợi nhuận cao thì chúng ta chốt lướt luôn luôn. À, Hòa Phát, cuối cùng là Hòa Phát. Thép thì vẫn đang trên vùng an toàn, trên vùng ngưỡng an toàn, chỉ rơi vào xu thế điều chỉnh thôi, rơi vào xu thế điều chỉnh. Do vậy thì thép những cái nhịp này đang dần đi ngang. Do vậy thì chỉ cần có những cái kênh đến rung rũ một tí, cụ thể hơn một tí thì sẽ có cái điểm vào đối với cái dòng thép. Cụ thể ở đây là Hòa Phát có cái điểm mua lân cận vùng 16x các anh chị nhé, 16x. Rồi. Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Như vậy thì chúng ta vừa lướt qua xu hướng, trạng thái, tính chất và định lượng về dòng tiền của các cổ phiếu nằm trong rổ VN30. Nhìn chung thì thị trường của chúng ta ở những phiên cuối năm và những cái giai đoạn downtrend đoạn này thì bản chất của nó là yếu, yếu nha, yếu và yếu. Như vậy thì trạng thái chính của các anh chị nhà đầu tư là cố gắng quản lý tỷ trọng thật tốt. Còn đây không phải là những cái khu vực để các anh chị tìm kiếm với cái mong muốn lợi nhuận cao, các anh chị lưu ý nha. Chúng ta phải phân biệt rõ để chúng ta làm rõ các cái trạng thái của thị trường. Cuối cùng là xin gửi lời cảm ơn các anh chị đã đồng hành trong năm vừa qua, một năm 2022 cũng rất là khó khăn khi mà thị trường của chúng ta rơi vào khu vực downtrend. Tuy nhiên với sự đồng hành của các anh chị nhà đầu tư trong Room VIP thì chúng ta cũng đã tránh được những cái nhịp giảm cũng như là quản lý tỷ trọng rất là tốt để tránh cái trường hợp thua lỗ cái danh mục đầu tư ở trong cái năm vừa qua nha. Và kính chúc các anh chị là có một cái kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch cùng với gia đình vui vẻ và ấm áp. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bước qua một cái năm giao dịch mới năm 2023. Hy vọng mọi thứ nó sẽ ổn hơn khi năm 2022 đã là cái năm của thị trường downtrend rồi. Năm 2023 sẽ là cái năm chúng ta gọi là gần kết thúc chu kỳ downtrend và chuyển sang những giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên tích lũy giai đoạn đầu cũng là những cái tích lũy trong hoảng loạn cũng rất là khó khăn các anh chị nhé, cũng không thiếu những cái nhịp giảm sâu. Như vậy thì chúng ta cố gắng chuẩn bị tâm lý trước. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều.
Và các anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Chứng khoán Minh Phụng của chúng ta để có thể nhận những cái thông tin mới và bổ ích hơn các anh chị nhé.